chào anh em nhé. Hôm nay thầy giáo Bản lại lên với anh em một trong những cái tổ mà đang dừng quá đẳng cấp và đúng ngày kỷ niệm 7 tháng 5 nha mọi người nhé. Thì cái tổ này này, cái tổ này thì nó cực kỳ tuyệt vời đây này. Cái tổ này ấy thì là cái tổ mà vừa lấy về chiều hôm nay mùng 6 tháng 5 anh em nhé. 10 cân rưỡi lấy anh em với một cái giá là 1.575.000, sắp đến kỷ niệm Điện Biên Phủ cho nên em thích cái con số 75 mọi người nhé. 1.575.000, 10,5 kg. Đấy, cái tổ này, đây là tổ mật ong khoái nha mọi người nhé. Đấy, còn giới thiệu với anh em một cái loại thuốc đặc trị dạ dày đại tràng LTD của Lò Thị Dịu. Viêm loét dạ dày tá tràng, viêm hang vị, đau thượng vị, nhiễm khuẩn HP, đau dạ dày, đau đại tràng do thất rối loạn tiêu hóa, ợ hơi ợ chua, ngày đi vệ sinh 5, 6, 7, 8, 9, 10 lần. Thì cái lọ này, cái gói này đấy, đặc trị nhé. Thường em sẽ bán một liệu trình là một gói là 235.000 đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay em bán cho các bác với giá là 200 hôm trước là 235, hôm nay là 200, hôm trước 230, hôm nay là 227.500. Đấy, mùng 7 tháng 5 sắp đến rồi đấy mọi người nha. Hôm trước cái cũng giới thiệu với mọi người cái hạt sang này thì cũng trị dạ dày đại tràng mà em bán rẻ nhất cái đất nước này luôn, 45.000 đồng một gói cho các bác dùng trong một tháng. Cái này là bài thuốc của người Mông, bài thuốc của người Mông chữa dạ dày đại tràng, đại tràng có thắt rối loạn tiêu hóa. Cái này thì nó có, cái này thì nó là bài thuốc dân gian, còn đây là bài thuốc gia truyền đấy. Các bác thích chọn loại nào thì chọn, đều tốt hết. Và hạt sang rừng mọi người nhé, hạt sang rừng với giá là hôm trước bán 45.000 một gói, hôm nay bán 42.750 đồng. Đấy, có liên quan đến ngày mùng 7 tháng 5 mọi người nhé. Tiếp theo cái mật ong khoái rừng mọi người. Em thì đây giới thiệu cho anh em cái mật ong khoái rừng của thầy giáo Bản thì nó quá là VIP và đẳng cấp rồi mọi người nhé. Đây này, mật ong khoái rừng, đây là cái mật em đã lọc sẵn. Thì một cái lọ này, một cái chai này thì nó đậm mùi rừng luôn, đậm mùi rừng. Anh em nhận được, mở ra nếm luôn cho em xem có phải mật ong không nhé, xem có phải mật ong khoái rừng. Đây là thầy giáo Bản, thầy Phú, thầy giáo Bản ở Than Uyên, Lai Châu bán một lọ này với giá là mọi khi là 279.000, hôm nay là 275.000. Em lấy các bác thêm 7.500 đồng tiền ship. Đấy, mùng 7 tháng 5 mọi người nhé, 7.500 đồng tiền ship, tức là đã giảm giá siêu sâu cho anh em. Đấy, ngoài ra em có kỳ từ đỏ thì hôm trước bán là 190.000 một cân, một lọ một gói như thế này là 95.000, thì hôm nay em bán cho bác với giá là 87.500 đồng, giảm giá rất là đẹp luôn cho anh em. Đấy, tiếp theo một lọ mật ong, một tổ mật ong khoái này, cái chỗ này thơm dã man luôn. 2 cân 2, lấy các bác 2 cân nhân với giá là 157.000, tức là khoảng tổ này 2 nhân tính khoảng 320.000 bao ship cho anh em, bao ship cho anh em 320 bao ship mọi người nhé. Tổ tiếp theo, tổ này thì nó lại là quá tuyệt vời đúng không ạ, mật trong vắt đấy nha anh em nhé. Tổ này là 2 cân rưỡi đấy, chỗ này nó hơi nhiều sáp tí, lấy các bác 2 cân 2 nhân với giá 157.000 đấy các bác nhé. Đây này, đấy, giới thiệu với anh em thì mật ong nhà em Phú nó là vô biên cương luôn mọi người nhé, vô biên cương và 100% là mật xịn. Đấy, các bác thấy chưa? Các bác thấy chưa? Đây mật ong này, nhà em Phú bây giờ hiện tại ngày mùng 6 tháng 5. Đấy.
Ngày mùng 6 tháng 5 về, trước đây em đã tích, báo tích, tích khoảng ở trong nhà đến 6-7 tạ mật. Đây này anh em thấy chưa? Anh em thấy chưa? Nguyên cái dạp xô này đã là 3 tạ rồi, đúng không ạ? 15 xô, đầy ự luôn từ tháng 3 đến giờ. Mà cái mật ong khoái của tháng 3 ấy, nó là mật ong thơm nhất của mọi thời đại luôn anh em nhé. Đây này, cái màu như thế này, đúng không ạ? Thì các bác thấy nó VIP, độ VIP và độ thật thà của em Phú. Và tiếp theo, em lên một cái tổ, em lên một cái lô mật cũ năm ngoái. Đây, chỉ có mấy lọ này thôi, mấy chai này thôi. Mấy chai này thôi các bạn nhé. Lọ mật cũ này nó cũng là mật ong khoái rừng thôi, nhưng chẳng qua nó gọi là cũ nhưng nó vẫn dùng, vẫn thơm. Đấy, ví dụ em mở cái này ra rất thơm mọi người nhé. Rất thơm. Đấy, siêu thơm luôn. Còn cái này thì cái mùi của nó, cái mùi của nó thì cũng tương đương như cái mùi này. Đấy, những cái này thì nó hơi gọi là màu nó hơi xuống nhá, nhưng mà em phải nói thật với các bác là nó còn gấp vạn những cái loại mật ong mà các bạn mua với giá là 6-70 nghìn một lít. Thì hôm nay em bán cho các bác với giá giật mình luôn, được chưa? Một chai này, đây này, mật ong khoái rừng nhá, chưa bao giờ có nhiều loại mật ong nuôi mà có nhiều bọt được như này đâu. Đây này, đấy, thì cứ 75 nghìn một chai này. Em có một chai này 75 nghìn này, chai này lấy các bác là 100, lấy bao nhiêu được, một thôi lấy 100 nghìn. Em bán lỗ đấy các bạn, em bán lỗ đấy, xả bớt đi từ tháng 10 năm vừa rồi. Thì riêng cái mật ong này các bác để, người ta để hàng nghìn năm trong kim tự tháp người ta vẫn dùng được, đúng không ạ? Cho nên mật ong là thứ duy nhất không hỏng. Anh em về ngửi cái này biết ngay. Em lấy 100 nghìn một chai này nhé. Chai nửa, chai 1 lít rưỡi mà đã em đong đến gần cổ này. Cái này thì 75 nghìn. Không có nhiều. Ở trên nhà em đang lọc hôm tổng là 22. Có 2 bình thôi. 2 bình mật cũ. Đấy. Còn đây tất cả những loại mật mới trong năm. Từ giữa tháng 3 đến giờ. Thì giới thiệu với anh em như thế. Mật ong khoái nhà em Phú là vô cùng nhiều và vô cùng đẳng cấp. Mọi người nhé. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả anh em. Còn những cái loại đông trùng hạ thảo, rồi kỳ từ đỏ, táo đỏ thì anh em có thể em giới thiệu sau. Em cảm ơn tất cả mọi người.